Tình hình thời tiết nửa cuối năm nay dự báo vẫn còn diễn biến bất thường, có khoảng từ 11 cho đến 13 cơn bão. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương cần sẵn sàng cho công tác phòng chống thiên tai, quản lý bảo vệ đê điều và hộ đê. Cụ thể, cần rà soát, sẵn sàng triển khai phương án hộ đê khi có lũ bão xảy ra, tổ chức các hội nghị tập huấn kỹ thuật hộ đê, phòng chống lụt bão cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều tại 21 tỉnh, thành phố có đê từ cấp 3 cho đến cấp đặc biệt. Cả nước hiện có hơn 2.700 km đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt, trong đó có gần 300 điểm xung yếu. Các biện pháp tăng cường bảo vệ đê điều là rất cần thiết, bởi vì từ nay cho đến cuối năm thì dự báo là hiện tượng El Niño sẽ quay trở lại và tình hình mưa lũ sẽ còn những diễn biến rất là phức tạp ạ. Vâng, và mặc dù lượng nước tích trữ tại các hồ thủy lợi, hồ chứa hiện nay cao hơn trung bình hàng năm, tuy nhiên thì dự báo hạn hán cục bộ sẽ vẫn diễn ra và gây tình trạng thiếu nước tại nhiều khu vực. Vâng, và luôn phải giữ một tâm thế chủ động trước thiên tai đầy biến động. Có như vậy thì mới hạn chế được thiệt hại có thể xảy ra. Vì vậy mà các địa phương cùng ngành nông nghiệp cần sẵn sàng các biện pháp để ứng phó với tình trạng hạn hán, đảm bảo sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Cục Thủy lợi đánh giá, vụ hè thu và vụ mùa 2023, cơ bản các hồ đáp ứng được nhu cầu cấp nước. Tuy nhiên, thời điểm cao điểm nắng nóng, cần phải triển khai các giải pháp ứng phó cho 10.000 đến 15.000 hectare canh tác. Trong đó, Bắc Trung Bộ khoảng 7.500 đến 10.000 hectare, Nam Trung Bộ khoảng 3.000 đến 3.500 hectare. Nạo vét các cái hệ thống kênh mương và để chủ động tích trữ các cái hệ thống thủy lợi, cũng như là tích trữ những cái hồ chứa, và dùng các cái hệ thống đập tạm để ở khu vực mà đồng bằng cũng như miền núi thì ngăn lại để tích được nước, để lấy nước phục vụ cho sinh hoạt sản xuất và cho nông nghiệp. Hiện tượng El Niño dự báo còn kéo dài trong 2 năm tới, nên vụ đông xuân 2024-2025 có thể sẽ chịu một đợt hạn hán lớn ở đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực khác. Nắng nóng và hạn hán có tác động tiêu cực đến cây trồng, đặc biệt là các loại cây sử dụng nhiều nước trong quá trình chăm bón. Do vậy, các địa phương có thể chủ động chuyển đổi cây trồng trong vụ mùa mới. Khuyến cáo các địa phương áp dụng các biện pháp tưới nước tiết kiệm, như tưới ướt khô xen kẽ, rồi sử dụng các biện pháp là tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt đối với từng loại cây trồng. Đặc biệt là những cái vùng mà trồng lúa có thể nguy cơ bị hạn hán cao thì là đề nghị chúng ta phải có sớm có kế hoạch chuyển đổi sang các loại cây trồng khác, nó có thể là sử dụng ít nước hơn. Trong khi đó, tại khu vực châu Á, những đợt nắng nóng bất thường vừa qua ở khu vực Đông Nam Á đã khiến tình trạng hạn hán càng thêm tồi tệ, làm giảm sản lượng nông nghiệp và có nguy cơ đe dọa đến an ninh lương thực. Một ước tính cho thấy, năng suất lúa gạo ở Đông Nam Á có thể giảm một nửa do lũ lụt, hạn hán và nắng nóng. Những thiệt hại này là cơ sở để Việt Nam chủ động chuẩn bị các giải pháp ứng phó với các kịch bản khác nhau của El Niño.